Chào mừng anh chị đã quay trở lại kênh của công ty cà phê Lion. Thì có nhiều anh chị đang sử dụng máy pha cà phê và mình bấm một trong những cái nút mà nó không ăn hoặc là nó sẽ không sáng đèn. Thì trong cái clip này tôi sẽ chỉ cho mình nhờ kỹ thuật của Lion Coffee, đại diện là anh Bảo, anh sẽ chỉ cho mình cái cách tại sao lại bị như vậy. Thì các bạn có thể để ý nè, trước mắt của chúng ta đang là một cái dòng máy pha cà phê phổ thông cho mô hình nhỏ, chắc là Waymandy. Thì đây là cái bảng đèn LED điện tử điều khiển. Thì khi các bạn điều khiển lên như mọi ngày, nó đã sáng đèn hết như thế này. Nhưng trong một ngày không đẹp trời, các bạn mở lên mà một trong những cái nút này nó không sáng lên, đúng không anh? Đúng rồi. Rồi, hoặc là nó chớp liên tục, nó không có thể hiện như thế này. Nó cứ chớp thôi. Và mình bấm vô nó cũng không ăn nữa. Thì không biết là nguyên nhân tại sao anh bà? Thì do cái bản mạch nó bị lỗi. À, cái bản mạch là cái bao mạch bên trong hay sao? Đúng rồi, cái bao mạch này nè. Mình có thể chỉ lên máy vô để mình chỉ cái bo đi ăn camera. Phải thay cả cái bo này nha. Đâu mình, cái bo nó nằm ở đâu anh? Đây. Ở cái vị trí này nè. Đâu? Cái bo này mà anh biết tại sao nguyên nhân nó bị hư bo không? Hư bo thì nó có thể là do lỗi kỹ thuật. Hoặc có thể do khi mình sử dụng á, mình để nước nó vô. À, nước nó vô. Ví dụ như mưa, gió gì đó mà mình không bảo quản kỹ cái máy này. Đó, anh chị có thể để ý nha, là do tác động của môi trường là hoặc mình là cũng sẽ có thể do những cái van này nó bị hở nè, nó sẽ bị bắn nước vô. Bắn nước vô. Đúng rồi. Nhưng mà em thấy cái vụ mà bắn nước thì nó sẽ không có nguyên nhân chính, đúng không? Đúng rồi. Thường đa số là do mình xài một thời gian thì nó sẽ có lỗi kỹ thuật, hoặc là do mình trời mưa gió mình không bảo quản. Do trời mưa. Ok, thì anh chị mà sử dụng máy thì mình nên để một cái chỗ mà nó có sự che chắn bảo vệ tốt hơn. Mình không nên để mưa tác động vô cái bo mạch này, nó sẽ bị hư. Thì cái bo này mà mình sửa chữa thì nó tốn nhiều chi phí không anh? Cái này thì mình sẽ báo lên công ty và công ty sẽ báo giá cho mình. Thì theo em được biết là nó khoảng tầm từ 1,5 triệu một cái bo này, đúng không? Khoảng giá đó, tại vì cái thời giá nữa, cho nên các bạn cứ hỏi lên công ty, mình sẽ có cái giá chính xác nhất tại thời điểm của mình nha. Thì cái bo này nó có quan trọng cho đối với việc kinh doanh không anh? Nó rất quan trọng, tại vì nếu mà cái bo nó bị lỗi á thì mình sẽ không sử dụng được cái máy này. Là không sử dụng được không luôn? Không sử dụng được luôn. Là không không bấm được, hay là mình sẽ tùy cái nút đó không bấm được? Tùy cái trường hợp cái bo. Ví dụ như có cái á là mình sẽ vẫn bấm được, nhưng mà bây giờ ví dụ cái bo mà nó chết á thì toàn bộ là nó sẽ không sử dụng được nữa. Nếu mà giả sử nó bị hư một nút thôi thì mình có thể sử dụng cái nút khác, đúng không? Đúng rồi, ví dụ như một trong hai nút này hư mình có thể thay thế bằng nút này hoặc là nút dưới này. Ok. Còn nút này hư thì sao anh? Cái này thì nó chỉ để đánh với vòi hơi thôi, mình không sao hết, đúng không? Đúng rồi. Không quan trọng. Vậy nếu giả sử như là anh chị mà bị hư bo, mà mình bị hư hai cái nút này, mình có thể sử dụng cái nút này nha anh chị, là cái nút lấy nước tự do. Còn cái nút lấy vòi đánh hơi này, nút trợ hơi này thì có thể là không cần thiết, đúng không anh? Đúng rồi. Không cần thiết để pha cà phê espresso. Không cần. Ok. Thì nói chung là nếu anh chị mà gặp tình trạng mà hên á thì mình vẫn sử dụng được, mình chờ xem cách xử lý sau. Còn anh chị nào mà nguyên cái bo mạch này, cái bảng đèn LED này mà nó không còn sáng đèn được nữa thì mình nên thay nha anh chị. Đó. Thì anh chị có thể nhìn vô cái máy pha đèn sau bên trong này, nó cũng có cấu tạo nhiều dây rất là nhiều. Anh chị nào mà nắm về kỹ thuật cấu tạo của máy pha thì mình mới hiểu được. Còn anh chị nào mà chưa nắm được á, anh chị cứ gọi vào cái số tổng đài 1800 9450 của công ty cà phê Lion để chúng tôi hướng dẫn. Ok, thì anh bảo mình có thể đây là một cái máy pha mà anh mới tháo ra, đúng không? Đúng rồi. Thì cái máy pha này xài tốt không anh? Cái máy pha này là mình tạm thời mang về của khách hàng để mình kiểm tra và sửa chữa cho khách. Và bây giờ mình kiểm tra và mình chỉnh sửa hoàn chỉnh cho khách. Bây giờ mình sẽ đóng lại và mình giao lại cho khách. Ok. Rồi. Thì đây là một máy pha của khách hàng trong hệ thống của Lion. Thì máy pha này thì thông thường công ty mình bảo hành bao nhiêu Mua một combo xe mới á, mình sẽ bảo hành trong 1 năm. À, 1 năm luôn nha các bạn. Thì chứ không phải là bảo mình chúng tôi bán xong là thôi, mà chúng tôi sẽ bảo hành. Kỹ thuật của bên mình có đi xuống thường xuyên không anh? Với những điểm gần á, thì kỹ thuật bên Lion sẽ xuống 1 tháng ít nhất 3 lần. Còn các anh chị mà có vấn đề kỹ thuật hay là hỏng hóc á thì kỹ thuật sẽ xuống ngay, hoặc là
đó, những cái trường hợp nhẹ thì bên mình sẽ gọi video call hoặc là nhắn tin gọi điện để hướng dẫn khắc phục nhanh chóng. Cái bo mạch này là thông thường hệ thống bên mình có hay bị không anh? Rất là ít bị, chỉ có một vài trường hợp là do cái lỗi khách hàng sử dụng bảo quản không kỹ, như để nước nó vô thôi. Mà công ty mình trước khi bàn giao là công ty mình sẽ hướng dẫn hết mọi thứ hết. Đúng rồi, sẽ hướng dẫn tất cả những cái chức năng và cách bảo quản máy. Đó, anh chị có thể hình dung được cái chúng tôi chăm sóc kỹ đối với hệ thống nội bộ của Lion Coffee khi anh chị mua máy hay anh chị mua một cái mô hình xe hay là mô hình quán của chúng tôi. Chúng tôi luôn kết nối, hỗ trợ, tương tác đối với anh chị trong suốt một năm, đúng không? Đúng rồi. Ok, thì chúng tôi muốn tạo ra một cái cộng đồng cà phê pha máy, một cộng đồng thật sự mạnh trong Việt Nam mình để thay thế và chiến thắng dần những cà phê không sạch, không nguyên chất. Thì anh chị nào chưa biết về cà phê pha máy hãy comment số điện thoại phía dưới, hoặc là có những cái nhu cầu khác hãy comment những cái nhu cầu của mình. Đó, hoặc là gọi vào số tổng đài 1800 9450, hãy đăng ký kênh của công ty cà phê Lion để chúng tôi thêm niềm tin, thêm sức mạnh để tạo ra nhiều clip hay cho mình. Cảm ơn anh Bảo đã tham gia chương trình. Các xử lý sau. Còn anh chị nào mà nguyên cái bo mạch này, cái bảng đèn led này mà nó không còn sáng đèn được nữa thì mình nên thay nha anh chị. Đó. Thì anh chị có thể nhìn vô cái máy pha đèn sau bên trong này, nó cũng có cấu tạo nhiều dây rất là nhiều. Anh chị nào mà nắm về kỹ thuật cấu tạo của máy pha thì mình mới hiểu được. Còn anh chị nào mà chưa nắm được á, anh chị cứ gọi vào cái số tổng đài 1800 9450 của công ty cà phê Lion để chúng tôi hướng dẫn. Ok, thì anh Bảo, mình có thể đây là một cái máy pha mà anh mới tháo ra đúng không? Đúng rồi. Thì cái máy pha này xài tốt không anh? Cái máy pha này là mình tạm thời mang về của khách hàng để mình kiểm tra và sửa chữa cho khách. Và bây giờ mình kiểm tra và mình chỉnh sửa hoàn chỉnh cho khách. Bây giờ mình sẽ đóng lại và mình giao lại cho khách. Ok, rồi. Thì đây là một máy pha của khách hàng trong hệ thống của Lion. Thì máy pha này thì thông thường công ty mình bảo hành bao nhiêu? Mua một combo xe mới á, mình sẽ bảo hành cho 1 năm. À, 1 năm luôn nha các bạn. Thì chứ không phải là bảo mình chúng tôi bán xong là thôi, mà chúng tôi sẽ bảo hành. Kỹ thuật của bên mình có đi xuống thường xuyên không anh? Với những điểm gần á, thì kỹ thuật bên Lion sẽ xuống một tháng ít nhất 3 lần. Còn các anh chị mà có vấn đề kỹ thuật hay là hỏng hóc á, thì kỹ thuật sẽ xuống ngay, hoặc là có những cái trường hợp nhẹ thì bên mình sẽ gọi video call hoặc là nhắn tin gọi điện để hướng dẫn khắc phục nhanh chóng. Cái bo mạch này là thông thường hệ thống bên mình có hay bị không anh? Rất là ít bị, chỉ có một vài trường hợp là do cái lỗi khách hàng sử dụng bảo quản không kỹ, như để nước nó vô thôi. Mà công ty mình trước khi bàn giao là công ty mình sẽ hướng dẫn hết mọi thứ hết. Đúng rồi, sẽ hướng dẫn tất cả những cái chức năng và cách bảo quản máy. Đó, anh chị có thể hình dung được cái chúng tôi chăm sóc kỹ đối với hệ thống nội bộ của Lion Coffee khi anh chị mua máy hay anh chị mua một cái mô hình xe hay là mô hình quán của chúng tôi. Chúng tôi luôn kết nối, hỗ trợ, tương tác đối với anh chị trong suốt một năm, đúng không? Đúng rồi. Ok, thì chúng tôi muốn tạo ra một cái cộng đồng cà phê pha máy, một cộng đồng thật sự mạnh trong Việt Nam mình để thay thế và chiến thắng dần những cà phê không sạch, không nguyên chất. Thì anh chị nào chưa biết về cà phê pha máy hãy comment số điện thoại phía dưới, hoặc là có những cái nhu cầu khác hãy comment những cái nhu cầu của mình. Đó, hoặc là gọi vào số tổng đài 1800 9450, hãy đăng ký kênh của công ty cà phê Lion để chúng tôi thêm niềm tin, thêm sức mạnh để tạo ra nhiều clip hay cho mình. Cảm ơn anh Bảo đã tham gia chương trình.